Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa thì em đâu có nói là em thích chị đâu. Em là nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết tôi chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để cho chết rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả. Em tên là Đào Hưng Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em đại em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá, trời quá đất luôn. Sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi, và người thì quen 2-3 người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ mấy cái râu ria đó qua một bên đi. Bây giờ là vậy là ủa vậy chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nói chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn còn bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi anh. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi còn trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết trời trâu rồi anh. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Dạ có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì, môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi. Nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính. Lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác, mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bản tên gì không? Em quên rồi chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung TR. Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên lắm. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào cũng biết lo gia đình hết trơn, dạ, cái đó khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu có người giữ không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi, chết rồi, chết vàng, chết rồi. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Ờ, phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có nhiều như ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa thì em đâu có nói là em thích chị đâu. Em là nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Để ba mẹ cho ở ra vô á, thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Em hát thì hát dở, nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn.
hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Đó, hát vậy được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do anh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì hồi sáng không trần nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Thôi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn trai quá, bạn trai cũng ngon lắm chứ mà luận giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon, nữa. Có con chim. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt chứ? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt em nâng niu lắm mà anh không để cho chết rồi. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có một bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Thôi ừ, cũng được ha. Còn cái gì này nữa không? Em không thích. Dạ em không thích ngửa dơ. Thấy chưa, mình bảo nói dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm dơ. Em không thích ngửa để móng tay dài. Dạ, không nói nha người. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Là để một móng dài. Một móng dài thôi khúc hả? Móng ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mà. Vậy phải cắt nó được anh. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Gì à, ta làm công trình mà. Hói nữa hả? Ủa sao mà, cô này cũng thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hói thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến tay hay tốt đó em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Nãy giờ có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc chắn đen rồi hết rồi đó. Hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, với mẹ, với chị của em chị. Rồi chào, chào, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hả, nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, con nhớ ba mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Chào em. Chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung á thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trơn rồi ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, bạn hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tin lên chỉ lấy vợ mà mình em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, cảm ơn. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái hết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm.
chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh chị không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao, tận đáy lòng bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh, và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa thôi. Thì hết, không biết nói nữa. Anh em tự nhiên qua đâu, bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không, thường yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. À. Tất cả mọi người đến đây đều có cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Yeah. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, xanh con có cái. Cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Mời đàn trai. Wow. Rồi, mời em trai ngồi. Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình. Nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy. Năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. À, tức là công tác tại Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ, nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu. À, rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. À, sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. À, tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ủa dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thử xem ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau. Đến 20 mấy tuổi mới gặp nhau đây. À, bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới. Cái đó là ưu điểm hả? Ừ. Đó là ưu điểm. Em còn nấu ăn ngon đó chị. À, ưu điểm. Rồi còn khuyết điểm nè. Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu. Ví dụ? Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu, nên là em sẽ nói ra. À, cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha. Dạ. À, đồng chí thiếu úy. Dạ, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh. Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn bên cạnh những cái điểm mạnh thì có khuyết điểm là con thì cũng ít nói. Nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ, được vài câu là con hết lời. Dạ. Còn đôi khi thì cũng tí hay quên chứ. Dạ. Hay quên. Vâng. Thì mình có mấy mối tình rồi? Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua 2 mối tình rồi. Nhút nhát 2 mối tình rồi ha. Thì mối tình đầu của con thời sinh viên cũng cấp 3 còn là yêu thầm đấy. À, tức là yêu đơn phương đó. Dạ, đúng rồi ạ. Yêu đơn phương mấy năm? Dạ, cũng đơn phương được 2 năm rồi. Tại sao không dám nói?
Chắc là tại ngày xưa mình trẻ. Rồi mới tình thứ hai? Dạ, mới tình ở thứ hai con là cũng được nửa năm thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi. Lý do tại sao? Dạ, khi trong quá trình quen biết ý, thì con cũng đi thời gian con đi học một năm thế là hai người không liên lạc với nhau nữa. Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha, chưa có sâu sắc lắm. Vâng. Rồi lý lịch đàn gái sao nè? Dạ, con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi. Con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai á. Sao vậy con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vân Anh? Dạ có, em có mối tình con Cào Cào năm cấp 3. Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ. Bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa đúng hả? Đúng rồi, nó sơ sơ nhưng mà xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng. Nói chuyện giọng nói ấm áp, có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao? Hay là tại mình hơi kén? Dạ, tại chưa tìm được người phù hợp với chị nên mới lên đây nhờ chương trình. Vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào? Dạ, người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên 1m7. Không hói. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ, mọi rồi. Thứ đều ổn đó chị. Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Chào. Em chào chú Quyền Linh. Tại sao lại không hói, không hô? Dạ. Biết đâu người đó yêu mình rồi sao? Người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình. Người ta lỡ hói con chút xíu rồi sao? Dạ thôi, vậy cũng được chú. Vậy cũng được chứ đúng không? Rồi, bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam á, thì cái tính kỷ luật rất là cao. Con có chịu được không? Dạ, con chịu được ạ chú. Thí dụ như cái ngày mà đám cưới, vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền. Dạ không sao ạ, tại tổ quốc cần mà chú. Trời ơi, mình hay phải dữ hy sinh chứ. Hay quá. Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha. Được à, con cháu gì quá tốt luôn á. Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu đi. Vậy được đó. Bình đàn gái dễ thương lắm. Dạ. Qua coi đàn trai tôi nè. Trời cũng đẹp trai, cũng sói ca lắm à. Để chị. Trong giờ hết là chị nha chị. Để chị. Được chị không? Oppa. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi. Tưởng Hàn Quốc chị mà gọi oppa là em hiểu ha, mắt một mí. Oppa mặt dễ thương quá. Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành, thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại thì còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m55 là được. Dáng người thì cân đối, không béo quá cũng không gầy quá. Dạ thì thôi. Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng, không vào mục đích. Thứ hai là không trung tình. Phải trung tình. Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái em lại trung tình với em. Rồi, thưa hiểu. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em. Mẹ và dì. Dạ, chào cô. Cô chào cô ạ. Trời ơi. Chào mọi người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô hiếu. Tôi thấy đàn trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được. Thì nhìn cũng hiền lành. Thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Cũng cho các cháu cơ hội thì sao tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái mình. Dạ. Đàn trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi thì có thủ trưởng lữ đoàn và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như cháu. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Dạ. Xin chào gia đình của bạn Vân Anh. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh em chúng tôi là cán bộ nhân viên của lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng Hải quân đi đến để cổ vũ cho em Trần Đình Huy. Đình Huy cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha.
mở rào. Bắt đầu đi Huy. Anh chào em ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh có chú gấu của đội. Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này. Thì mong em nhận. Những lúc nào mà nhớ đến anh thì anh nhìn nó. Dạ, và anh tặng em cây viết. Thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết nên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Em xin có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp. Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách. Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua. Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh. Cảm ơn. Mình mở thư mình đọc luôn. Xin phép mời chú và mọi người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần, em thật sự rất lo lắng. Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem người bên kia là ai. Anh có tò mò rằng em là ai không? Nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào, em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra. Ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác, đó là chính hạnh phúc. Xin hết ạ. Người ta thức đêm, người ta viết. Dạ. Mình cảm nhận thế nào? Thì thật sự là anh rất là xúc động. Cảm ơn em viết thư rất là hay. Thì dạ. Anh gửi em ở Vũng Tàu. Em hiện giờ đang đi học thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn, nhiều hơn? Dạ, thời gian của em khá là linh động. Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật. Mà anh thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu là xuất phát từ hai người, thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua, đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn. Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? Ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh là ở quê, anh ở mình anh ở trong này. Rồi mình tính tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ. Còn em nghĩ sao hả Vân Anh? Dạ, em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề. Quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín muồi và hai người quyết định hôn nhân thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn. Được không con? Dạ, được chú. Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên, gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú. Trời ơi! Hay quá! Quá là hay luôn. Rồi, hát tặng bạn gái một bài đi. Đúng Quyền. Rồi. Dạ, cũng không hát hay cho lắm. Và thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu. Nhìn trông xa ai còn vấn vương sông hồ, mà lời đấy bồng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp nữa hồng, và ở nơi đây có môi duyên lòng. Cùng người đấy anh đang chờ em xây mộng kết tờ. Ngày anh đến âm nài mùa đông xa lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những ưu buồn, chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trao vườn xuân. Xin hết ạ. Đứng đó. Bạn gái hát tiếp. Tới Vân Anh nè. Dạ. Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài Một Nhà. Nắm tay nhìn Huy mà hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng.
sống chung nhau một đời. Bài hát hết sức ý nghĩa. Về vị trí đi Huy. Tụi anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa. Trời ơi, hay quá. Dạ lúc anh muốn mời em và gia đình thì đi cùng xe về Vũng Tàu cùng với anh. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha. Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau. Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau. Còn bây giờ bắt đầu thực hiện bấm nút nha. 3 2 1 hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Đầu tiên là con xin cô và mọi người thì trong chương trình này thì con muốn thể hiện một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mọi người xem. Ủa, nãy khai ngát gái lắm, bây giờ lên anh Quyền Linh chưa kịp nhắc thủ tục chương trình à? Không rồi, ê cha, coi chương trình rành quá. Đúng là nhất cự ly nhì tốc độ mà. Hai đứa rất là hợp với nhau. Chỉ chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để xem phim, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. À, chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm, không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm. Không có, nói gì cũng đúng đâu. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Dạ. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê rồi. Thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở trong ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vô vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy ạ? Tính em tính nó hơi trầm tính nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có khơi khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Ta bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? À, mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại, chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi rưỡi cho vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi ha. Em quen cũng khá là trẻ, đến 20 chắc
gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cách lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á, thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn. Thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi, đúng không? Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ, mối tình dài nhất là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi nha. Do em, tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà, cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc, chăm sóc. Mà chỉ vô tâm quá thì con gái ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì ca, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Rồi, cái đó dễ. Còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Dạ. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ, công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà, lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con gái hút thuốc thôi. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được để cho con gái hút thuốc. Em không có hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ, em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết, thích lãng mạn rồi. ít nói với người khác, nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Chà, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói thì có, nhưng vô tâm đã có. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít giờ nói thôi. Thích người họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí. Ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng, chứ cũng đừng có bịa đà chảy chuốt quá, mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít á, đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích là con đi. Thích con gì đi? Thích con mèo. Không, em bị dị ứng với lông mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên đây không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật có, người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta cũng thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ em không ghét đâu. Dạ. Không có ghét. À bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích. Thích gì? Là thích con gà. Là thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng, nó thích con gà là thích ăn con gà ấy nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà, nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó. Nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Trên núi à. Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có, em nghĩ quyết định đó là đúng thứ. Dạ. Như là mình rất là
kiên quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc nữa. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì, chắc tháng em xuống được 2 lần. Tháng xuống 2 lần. Còn nếu mà tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống 1 lần có thể gặp được. Ừ, vậy cũng được. Tuần, một tháng được 2 lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới à em. Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi rồi, vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh, lãng mạn ha. Mấy nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng. Hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu, em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok, hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Cảm ơn ạ. Sao đi với ai? Em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ công ty này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Em chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi lắm. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại cảm ơn anh. Mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn với bó hoa để em về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Nhưng em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sướt mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi, chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Vĩ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu, nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau, thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á, là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa.
dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ, muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì, cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào, nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn ạ. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút, nhưng không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai, và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha. Mời bạn nữ. Dạ. Rồi, mời cô gái của chúng ta ngồi. Mời nhà trai. Rồi. Rồi, chúng ta mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, chào em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Rồi, chào em. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò. Dạ, em tên là Phan Thị Anh Tuyết, em sinh năm 1986. Em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Tuyết, ám Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ, nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Điều dưỡng hả? Dạ. Rồi, ánh Tuyết làm điều dưỡng ha, làm ở Bình Dương. Em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Đúng rồi, nó lớn lên. Và chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Và các khán giả ở trong trường quay là Nguyễn Dũng Cường. Nguyễn Dũng Cường. Rồi, Nguyễn Dũng Cường nhiêu tuổi? 40 tuổi ạ. 40 tuổi. Dũng Cường làm gì? Dạ, ngành nghề là văn thư lưu trữ. Văn thư lưu trữ là đưa thư hay là giữ thư? Văn thư lưu trữ là lưu trữ lại những cái ở ở tại chỗ đúng không? Cất thơ đúng không? Là giữ thơ đúng không? Giữ các văn bản giấy tờ đúng không? Mình làm ở đâu anh? Làm ở bên trường học hoặc là cơ sở. Cơ sở nào? Tiểu học và trung học cơ sở Nadia. Nadia. Ở, ở đâu vậy anh? Ở xã Chim Mú và tỉnh Gia Lai. Nói chung là tóm lại là Gia Lai đó. Dạ. Ở Chim Mú Gia Lai đó rồi sao? Anh, công việc đó cụ thể là cái gì vậy anh? Dạ, cụ thể là bên giấy tờ nội bộ trong trường. À, dạ, hồ sơ học sinh đồ anh ha. Dạ. Là mình lưu lại. Gái là đang ở quận mấy? Dạ, em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Bình Dương là ở huyện nào? Dạ, em ở thị xã Bến Cát ạ. Thị xã Bến Cát luôn? Dạ. Vậy là tại trong gần sát bên thành phố rồi ha. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê gốc em ở Nghệ An ạ. Nghệ An luôn? Dạ. Ồ, vậy là hai người đều ở xa hết trơn ha. Dạ. Cô gái này là làm gì á? Điều dưỡng. Điều dưỡng là số 1 rồi. Dạ. Điều dưỡng là rất là chân thành, chân chất, rồi kỹ năng tốt nè ha. Rồi. Dạ. Kỹ càng nè, chăm sóc bệnh nhân nữa. Dạ. Điều dưỡng tuyệt vời lắm. Dạ. Khỏi lo rồi. Bây giờ mình điểm mạnh mình cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ. Và nhiệt tình trong công việc. Biết làm tất cả công việc trong gia đình. Dạ. Ngoài làm điều dưỡng thì bạn có làm thêm công việc gì khác không? Dạ, hiện tại em công việc làm thêm là có làm bên phụ trách công việc bên khu phố.
khu phố nữa ha. Dạ. Tổ trưởng hả? Dạ không, hỗ trợ tổ trưởng thôi. Hỗ trợ tổ trưởng. Dạ. Trợ lý tổ trưởng. Được rồi. Dạ. Ghê không? Ghê chưa? Ác không? Nói chung người kia là tốt rồi đó, điều dưỡng tốt rồi. Mình điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ, điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc. Đúng. Và mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi, hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Nhược điểm mà hơi nói chậm như thế này. Hơi nói chậm. À. Tức là bình thường anh cũng vẫn nói chậm như thế hay là tại do run anh mới nói chậm vậy? Bình thường có nói vậy thôi. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại run cho nên tại nó tăng thôi. Nó tăng cường độ chậm lại. Đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà. Đúng luôn. Rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Không kịp cãi, cặp cọc lan là khỏi cãi chuyện luôn. Khỏi cãi. Vậy mới tốt chứ đúng không? Lấy chồng này là khỏi sợ gì đúng hết. Rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Có người nhường nhịn luôn. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Dạ, nói với anh chị và mọi người là chưa có một mối tình nào. Trời ơi! Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng? Chưa chắc đi. Đang hỏi đó. Còn riêng mà lên giọng như vậy, lên giọng ở cuối câu tức là dấu hỏi đó. Anh còn riêng hả anh? Dạ. Trời ơi! Xác định luôn nha. Thấy nhà trai tôi ghê chưa? Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là ta nó nghe là sợ tiếp xúc gái hay là sao? Nói chung là do cái bản năng của mình tiếp xúc với mọi người nhát đúng không? Bất phương, nói chung gọi là bất phương đi. À. Là không đồng cảm với mình cho nên là mình không tới được. Không tới được. Nhưng mà thật ra là anh có nói chuyện với cô gái nào tình cảm chưa? Anh có thích cô gái nào chưa? Thì cũng có đồng cảm những người đó. À. Nhưng mà họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Cũng là tức là hỏi thật là anh có thích con gái không? Thích chứ. Có khi nào chơi với con trai không? Bạn bè như nhau cả. Có thích con trai không? Có thích trai chứ. Người ta thiệt tình đừng có hỏi gài người ta như vậy. Không có hỏi thiệt. Tức là thì dĩ nhiên bạn bè chơi với nhau thì rất là thích nhau, à. Thích nhau, thương nhau. Nhưng còn thích đó cái kiểu... Đó là bập á. Dạ. Đó rung bập à, bạn bè nhau. Bạn đó. Bè thôi đúng không? À? Không có thích con trai đúng không? À? Không có yêu con trai đúng không? À, yêu thì khác. Đó. Thích là khác. Ừ. Chứ. Đúng. Yêu là yêu con gái. Ừ. Thích là thích con trai. Dạ. Ừ. À. Thì đơn giản hơn. Vậy thôi mà. Trời ơi, sống hiền dữ trời. 40 tuổi mà chưa có nắm tay con gái thằng nào chưa? Tay thì có, nhưng mà nắm tay thì chưa đâu. Chưa hả? Có bao giờ anh tưởng tượng anh hung cô nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp đâu, chưa kịp hung. Nghĩ, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu chưa rồi. Thằng trai tôi trong trắng chưa? Đó, để phỏng vấn nhà trai tôi cho nhà gái biết rồi đó. Trong trắng quá nó cũng là một rào cản đó. Đôi khi nó cũng rào cản, nhưng đôi khi nó... Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Đúng. Thì mới được. Cô gái bên kia mạnh mẽ lắm. Để hỏi coi. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. À, dạ. Dạ. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. 12 tuổi? 12 tuổi. Mình chia tay ông xã lâu chưa? Dạ, em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Tức là kết hôn chỉ có hơn 2 năm. Dạ, kết hôn chỉ được 5 rồi. Một năm thôi. Dạ. Ở con mình 10 năm nay rồi. Dạ. Tội nghiệp không? Anh tôi có gì chỉ dạy giùm nha. Đó không có kinh nghiệm gì luôn đó. Thí dụ giờ chưa có nắm tay ai luôn đó. À, bây giờ thí dụ giờ hai người thí dụ nha. Bên kia có gia đình rồi. Anh có lo lắng gì không? Nếu mà họ đã có gia đình đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Thì mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó cho họ một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Bây giờ thí dụ như anh lấy vợ. Thí dụ như là về Gia Lai ở đúng không? Dạ. Gia Lai anh ở với ai? Dạ, ở một mình ạ. Một mình hả? Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ, mất hết ạ. Thấy thương quá.
Anh chị em có không? Chị em thì nói chung là làm ăn xa. Xa. Nên là hôm nay không có mặt ở đây. À, anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ừ. Thấy thương quá mà. Để hỏi, để hỏi chứ. Hỏi coi. Gì mà okay. Mình hỏi. Con mình khai phá Gia Lai đi. Chị, ta ở con mình là chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Dạ, cái đó để tìm hiểu sau này chứ trước mắt thì... Bây giờ chưa xác định được dạ, đúng không? Nhưng nếu yêu nhau á, nếu mà thật là hiểu nhau yêu nhau thì chị cũng về Gia Lai không? Dạ, cái đó em chưa xác định được, ta còn thuộc thuộc qua quyết định... Gia Lai đẹp lắm chị ơi. Dạ, thuộc thuộc qua tình cảm bé nữa. Đúng rồi, con gái. Con gái nữa ha. Còn con gái. Dạ. Thôi bây giờ nè, chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Mong muốn có tìm hiểu một người là không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi li, biết đồng cảm, chia sẻ và quan tâm chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh, anh có mạnh dạn gì Bình Dương không? Nói chung vì công việc cho nên là nếu mà hai người đã chín muồi rồi đấy thì mình làm một cái gì đó bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn. Gia Lai hơn. Dạ, anh có cái hướng là về Gia Lai hơn. Có xin công việc ở Gia Lai được không? Là ở điều dưỡng ở Gia Lai cũng xin được. Nhưng mà lưu trữ dân thơ thì Bình Dương xin cũng dễ lắm á. Anh muốn có một người vợ như thế nào? Chung là đảm đang, là dịu hiền, biết chăm lo cuộc sống của mình và chăm lo con cái. Khỏi lo, người bên kia điều dưỡng thì lo sạch hết trơn luôn. Đúng nha. Rồi. Rồi. Hôm nay anh đi với ai vậy anh? Dạ, anh đi một mình ạ. Rồi. Dạ rồi. Rồi, bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với con gái của em ạ. À, vậy hả? Dạ, con tên là Thanh Mai. Thanh Mai. Vâng. Con thấy chú hiền không con? Dạ, hiền nhưng nhát quá. Hiền với nhát quá hả? Hiền nhát hả? Người tốt tính lắm đó con. Vâng. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Để cho chú nghe. Về mẹ con thì có vẻ là hơi nóng tính và đôi khi cũng khá là vô lý. Sợ là vô lý hả? Nóng tính quá, vô lý luôn đó. Không, đôi khi thôi chú. Mẹ con mỗi nóng tính thôi à, nóng tính quá luôn. Quá rồi, yên tâm con. Chú này mẹ có nóng cỡ nào chú cũng nguội hết trơn. Sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được. Bởi vì còn ông bà sáu mấy tuổi nữa. Đúng rồi. Đó. Thôi cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn, cho nó rõ ràng. Mở rào. Anh để cái khẩu trang đây nha. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ em chào anh. Rồi mời hai anh chị. Dạ. Tới anh, Cường tới luôn. Em có món quà anh tặng anh. Dạ. Hôm nay bị vội quá cho nên là không làm chu đáo cho lắm. Dạ. Cho nên là em bài thơ và mọi người đều thưởng thức. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, anh cảm ơn anh. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ, thơ này sáng tác. Đầu tiên gặp em, anh cảm nhận được thế nào ạ? Em rất là xinh và đẹp. Em cỡ này công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. Cho nên là cho em hỏi xíu là nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Được. Đi thoải mái. Thoải mái. Không có văn thư gì hết, cứ thoải mái. Bên trường học mà. Cho nên là anh hỏi thêm là
sau này nếu mà có sau này á, em với anh mà có tiến xa hơn á thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có thì cũng quan cho em hỏi thêm xíu là tại vì em là có bé gái nên mà sau này á thì cái chuyện là vấn đề về tình cảm á thì của con người á thì em không thể nào mà nói trước được. Thì sau này con gái em á nó có lớn lên thì anh có khi nào mà phát sinh tình cảm với con bé không ạ? Đã thành vợ bên trong rồi á thì sẽ yêu thương như con riêng con chung cũng là một hơn. Dạ anh có câu hỏi nào cho em không ạ? Theo em cảm nghĩ mới nãy giờ anh mở ra thì em nghĩ thế nào? Dạ em thấy anh hiền thật thà và cũng có hơi ít nói. Dạ vì thế anh còn bên công việc của anh có thường xuyên hay nhậu không ạ? Nhậu nhẹt là không không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, anh không là... chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Anh là toàn bộ là không không đó. Bây giờ sao giúp anh có cái coi coi. Dạ, thế nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á, thì anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Chứ tại vì công việc của em hiện tại á, là nó ổn định. À, mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên nói về chuyển về Gia Lai á thì nó cũng hơi khó với em. Rõ vậy, chỉ đi chỉ tay đi gái lần nào đúng không? Yeah. Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè, cất cái bài thơ đi. Yeah. Đây em cầm cho bài thơ lãng mạn tối về đọc sao. Lần đầu tiên nắm tay gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy sao? Cảm giác làm sao? Rất là hồi hộp trong người. Đã. Thấy bạn gái đối diện sao? Nhìn kỹ, nhìn thẳng vô. Nói chung là rất đẹp. Rất đẹp. Rất xinh. Bây giờ mình ôm giao luôn cái. Ôm như thế nào? Ôm như thế nào hả? Trời ơi, anh run kìa. Đây là ôm giao lưu ạ. Chặt luôn, ôm chặt luôn hai tay. Tay kia đâu? Đúng rồi, ôm chặt luôn. Thấy sao? Chặt luôn, thấy sao? Rất là đầm ấm. Đầm ấm hả? Đây là người từng trải rồi, chỉ là có rất nhiều kinh nghiệm luôn. Chỉ của anh là chưa bao giờ nắm tay gái, chưa bao giờ ôm cái nào đúng không? Thích không? Thích hả? Nhớ chị tên gì không? Dạ xin lỗi. Nói cho anh biết tên gì đi. Dạ em tên là Ánh Tuyết ạ. Ánh Tuyết. Ánh Tuyết. Nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Trời ơi. Tôi biết trước kết quả rồi. Tôi cũng biết trước kết quả. Bấm rồi. Không ai trách gì đâu. Đúng rồi. Thật ra là một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó. Nhát gì cũng khó. Thật ra hỡi những cô gái ở đâu đó không biết, nếu mà có bắt gặp cái hình ảnh này á, nếu có mà sự có đồng hợp cảm đó, nếu đồng cảm với này á, anh Cường á, Dũng Cường thì nhắn tin cho chúng tôi nhé. Thật ra nếu mà có gọi là tốt hơn nữa, những người ở Gia Lai, Con Tum, đúng rồi, Con Măng Đen hay là Pleiku gì đó, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Anh Dũng Cường rất là dễ thương, nhưng nếu phù hợp nha. Còn bây giờ thật sự thì Linh thấy cũng khó. Khó cho chị. Khó cho chị nha. Không ai trách gì đâu. Và cũng chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn hai anh chị. Về nhớ xem chương trình, rồi có gì tụi tôi liên lạc.